Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị những hình ảnh, tin tức và phóng sự tại địa phương. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh phóng sự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý đại SBTN, xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hiện Thanh Thư đang có mặt tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của thành phố Garland, tiểu bang Texas. Hôm nay, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có thánh lễ mừng ngân khánh thành lập giáo xứ từ năm 1993 tới bây giờ là năm 2018. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần phóng sự. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Thanh Thư là cha Paulo Nguyễn Tất Hải, đang là cha chánh xứ của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa cha, con xin được chào cha. Vâng, xin chào Thanh Thư cũng như xin chào quý khán thính giả của SBTN. Trước đây tôi cũng đã từng là giám đốc Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng, và vì thế trong thời gian trước đây cũng đã từng có mặt trên SBTN. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người. Hôm nay giáo xứ mừng kỷ niệm ngân khánh, thì với quá trình 25 năm đó, khi bây giờ trở lại cha đương là cha chánh xứ, thì tâm tình của cha như thế nào, cha muốn chia sẻ với khán giả của đài SBTN thưa cha? Tôi cũng không ngờ rằng giáo xứ này đã trải qua 25 năm. Tôi biết đến giáo xứ này vào năm 1993, vào tháng 8 năm 1993, khi Phụ Tỉnh Dòng Chúa Hải Ngoại đã quyết định đưa các thầy sinh viên từ Los Angeles qua bên vùng Dallas và Houston này. Và lúc chúng tôi đến là tháng 8, thì giáo xứ thành lập là tháng Giêng, tức là chỉ 7 tháng sau thôi. Và thật sự tôi cũng không có ở giáo xứ này, bởi vì lúc đó tôi đang học thần học, chỉ có các thầy trước học thì ở nhà Dallas này. Và tôi trở lại giáo xứ này, đó là vào năm 2008 cho đến cuối năm 2010, 2 năm rưỡi làm phó xứ ở đây. Và sau một thời gian làm việc ở Radio TV Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng ở Long Beach, ở California, thì tôi đã quay trở về Dallas và hiện nay là chánh xứ của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nói đến cảm tưởng như thế nào thì dĩ nhiên nói về phương diện, về cơ sở, thì những ai đã từng ở giáo xứ và hay đã đến giáo xứ từ xưa thì biết rằng là giáo xứ năm 1993 khi thành lập thì chỉ có một cái nhà nguyện, nhà thờ, nhưng mà thật sự đó là nhà rất là nhỏ. Tôi cũng đã dâng thánh lễ tạ ơn năm 1997 sau khi chịu chức ở đó. Và bây giờ chúng ta có một cái nhà thờ nguy nga đã được 15 tuổi rồi. Tuy nhiên vẫn là nhà thờ lớn nhất của trong các nhà thờ Việt Nam tại giáo phận Dallas này. Đó là nói về vấn đề cơ sở, có bãi đậu xe rộng 725 chỗ, rồi những cơ sở này, cơ sở kia. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là vấn đề con người, và thật sự con số cũng đã tăng phát triển. Từ chỗ 300 người đi lễ hàng cuối tuần thì nay đến khoảng gần 4.500. Nhưng mà ngoài con số đó ra thì thật sự thì ở đây nhận thấy được cái sự quan tâm, sự năng động cũng như cái sự tận tụy của những ông bà và anh chị em trong giáo xứ trong biết bao nhiêu năm nay, kể cả những người đã từng ở từ xưa và bây giờ vẫn tiếp tục lau chùi bàn ghế, sàn nhà, vân vân. Đó là những cái gương hết sức là sáng ngời cho ngay cả chính tôi và những các cha khác đã từng làm việc ở đây cảm thấy thán phục và cảm thấy cần phải noi gương. Dạ vâng, con xin cảm ơn cha rất nhiều. Và kính thưa quý vị, có lẽ là giờ này cha rất là bận rộn với việc chào tiếp đón các cha cũng như là đức cha của địa phận, cho nên Thanh Thư không dành mất làm mất nhiều thời gian của cha nữa. Xin mời cha gửi lời cuối đến khán giả của đài SBTN thưa cha. Xin nhân dịp ngày vui của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở giáo phận Dallas này, thì cũng xin bà và anh chị em cũng chia sẻ niềm vui này với chúng tôi. Và xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặc biệt cho ông bà và anh chị em còn khoảng 3 tuần nữa thôi, thì chúng ta sẽ mừng Tết Mậu Tuất. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban ơn cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý khán thính giả của SBTN một năm mới tràn đầy bình an, nhiều sức khỏe và nhiều ân lành hồn xác. Dạ vâng, con xin thay mặt cho đài SBTN xin cảm ơn cha rất nhiều với lời chúc Tết đến tất cả quý khán giả. Con cũng xin kính chúc cha cũng như giáo xứ một lần nữa xin gửi lời chúc mừng đến giáo xứ và kính chúc cha và quý ông bà anh chị em một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Xin chào cha.
Hôm nay vào lúc 11 giờ đã có Đức cha Edward Burns là giám mục của giáo phận Dallas tới đây cùng hiệp dân thánh lễ để cùng với cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Cô Giúp tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho họ 25 năm qua. Từ những ngày đầu tiên, thưa quý vị, chỉ là một vài trăm gia đình, và bây giờ thì giáo xứ này đã có hơn 2.000 gia đình. Và như quý vị đã thấy, xung quanh rất là đông. Ngày xưa, theo như Thanh Thư được biết, thì chỉ là một ngôi nhà nhỏ, thì họ cùng với nhau để dâng lễ tạ ơn Chúa. Nhưng bây giờ thì cơ sở rất là rộng lớn, thưa quý vị. Một ngôi thánh đường có sức chứa mỗi một lễ là khoảng 700 người. Và bên cạnh đó là có hội trường, có trung tâm giáo dục. Thưa quý vị, rất là đông, mỗi một chủ nhật các em có mặt ở đây khoảng trên dưới 1.000 em. Và không khí hiện tại rất là vui, thưa quý thính giả. Bên cạnh đó, theo sự nhận biết của Thanh Thư, thì ngoài những cơ sở sinh hoạt còn có hai cái parking, đặc biệt là một cái parking mới xây rất rộng rãi, có sức chứa trên tổng cộng lên trên khoảng 750 chiếc xe, thưa quý vị. Đang thấy đây là những chị trong đoàn dân hoa của giáo xứ, họ đang múa những bài hát dâng lên Đức Mẹ, vì ngày hôm nay là lễ mừng ngân khánh của giáo xứ, mà tên của giáo xứ là Đức Mẹ Cứu Giúp, nên đây là nghi thức mà cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thưa quý vị.
vị những hình ảnh trước mặt quý vị bây giờ là Đức cha Edward Burn, giám mục của địa phận Dallas. Ngài đang làm phép nước thánh để giáo xứ gửi tặng đến tất cả giáo dân có mặt trong tham dự thánh lễ ngày hôm nay. Kế đến là những hình ảnh quý vị đang thấy cha Đa Minh Nguyễn Phi Long của dòng Chúa Cứu Thế đang đọc sắc lệnh phép lành tòa thánh từ Vatican gửi về chúc mừng giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhân dịp lễ ngân khánh và hình giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngân khánh của giáo xứ hôm nay. Đức Thánh cha Francisco ưu ái ban phép lành tòa thánh và khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào thiên ân cho cha chính sứ Paulo Nguyễn Thất Hải và toàn thể cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo phận Dallas, Texas nhân dịp mừng ngân khánh thành lập giáo xứ hôm nay năm 1993, năm 2018. Vatican ngày 10 tháng 12 năm 2017. Và đây là những hình ảnh Đức cha Edward Burn của giáo phận Dallas trao lại sắc lệnh tòa thánh này cho cha chánh xứ của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và ngay sau đó là thánh lễ bắt đầu. Let us pray. O God, the Father of every gift, we confess that we have and are come, everything we have comes down from you. Teach us to recognize the effects of your boundless care and to love you with a sincere heart and with all our strength. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Khi thánh lễ kết thúc, anh chị em của giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp cùng với quý cha đã rời ngôi thánh đường khang trang và đến chứa trung tâm thánh An Phong và một cái hội trường rất là lớn thưa quý vị. Và nơi đây đã diễn ra buổi những phần thức ăn nhẹ buổi trưa cùng với chương trình văn nghệ rất đặc sắc do các cô giáo, thầy giáo của trung tâm Việt ngữ, trung tâm giáo dục và các anh chị trong các cài đoàn của giáo xứ đã có những chương trình rất là hay thưa quý vị. 1, 2, 3, yeah! Kính thưa quý thính giả, và bên cạnh Thanh Thư hiện tại là ông Đặng Hiếu Sinh, một trong những người là những thành viên tiên khởi của giáo xứ. Thanh Thư xin kính chào chú. Chú kính chào Thanh Thư và chúng tôi xin gửi lời chào tất cả khán giả của đài SBTN. Dạ thưa chú, thì Thanh Thư được biết là chú đã sinh hoạt với giáo xứ ngay từ những ngày đầu tiên trong những ban chấp hành. Như vậy thì chú có thể trình bày thêm cho khán giả của đài SBTN được biết vai trò của chú giáo xứ trong 25 năm qua là như thế nào không ạ? Bắt đầu khi thành lập giáo xứ thì chú lúc đó chú còn trẻ bây giờ. Chú có thành lập cái đoàn thanh niên Francisco Assisi. Thì đoàn thanh niên tới bây giờ vẫn còn hoạt động. Sau đó thì chú có tham gia một cái nhiệm vụ là và điều hành giáo xứ trong thời gian xây nhà thờ cũng như trong thời gian mà đang phát triển của giáo xứ. Dạ, như vậy khi mà chú nói là chú điều hành trong thời gian phát triển, như vậy là chắc chắn một điều là sẽ tránh không khỏi những cái sự khó khăn cũng như rất là những cái thuận lợi khi mà cộng đồng Việt Nam những năm đó cũng đang bắt đầu phát triển. Như vậy thì những cái thuận lợi đó và những cái khó khăn đó là như thế nào thưa chú? Dạ, kính thưa quý khán giả đài SBTN, khởi đầu là một cái cộng đoàn rất là nhỏ bé với khoảng 100 gia đình. Với cái khát vọng là muốn tìm một cái nhà thờ, một cái nơi để thờ phượng
theo cái truyền thống của Việt Nam. Do đó với cái lòng khao khát đó thì đã cố gắng hết sức để góp tiền lại để mua cái nhà thờ cũ của Tin Lành để lại là cái giáo xứ này. Lúc đó chỉ có một cái ngôi thờ nhà thờ cũ bỏ hoang và một khu rừng hoang, 4 mẫu đất thôi. Và từ đó thì có những cái phát triển trong tương lai. Thì khi chúng tôi mua được nhà thờ này với sự cai quản nhiệm của cha Augustine Nguyễn Huy Tưởng, thì hiện nay ngài cũng đã già yếu và sức khỏe rất yếu kém. Thì trong cái tình yêu thương, trong cái tạ ơn Chúa đã ban xuống, thì tất cả mọi người từ từ quy tụ về đây. Thì từng bước sửa sang, chăm sóc, khai quang và bắt đầu xây dựng cái nhà thờ mới. Thì thời gian đó thì quý vị biết là rất rất là nhiều cái công sức của từ già tới trẻ đã bỏ ra đây, vừa sức lực, vừa những lời cầu nguyện của những người cụ già hàng ngày, vừa tiền bạc tài chánh đủ thứ để bồi đắp nên, để gom góp nên để xây dựng cái nhà thờ mới. Cảm ơn chú xin cho câu trả lời vừa rồi. Như vậy thì qua bao khó khăn, qua bao vất vả thì cuối cùng cho đến hôm nay, qua 1/4 của thế kỷ thì giáo xứ của Đức Mẹ Hằng Cô Giúp cũng đã có được một ngôi thánh đường khang trang, có một cơ sở rất là rộng rãi. Như vậy thì cái hướng đi tương lai của giáo xứ là như thế nào thưa chú? Dạ, thật ra chính nhiều khi nhìn lại chúng tôi cũng không ngờ là ngày hôm nay giáo xứ đã phát triển đến mức như thế này. Và vấn đề xây dựng cơ sở đến đây coi như là tương đối mình đã đầy đủ hết. Thì bây giờ cái hướng đi của giáo xứ là nhắm vào giới trẻ, tất cả những cái chương trình giáo dục về ngôn ngữ, về tính lý, về đạo đức, để làm sao cho giới trẻ được sinh hoạt ở trong đây, được có một cái tinh thần dấn thân, một tinh thần sống phúc âm để mang cái lời Chúa đến mọi người, cũng như để trở thành những cái công dân tốt cho cái xã hội chúng ta bây giờ. Cảm ơn chú Sinh đã dành thời gian cho đài cho cuộc phỏng chuyện vừa rồi một lần nữa. Và trước khi kết thúc năm mới, Thanh Thư xin kính chúc chú cũng như là toàn thể giáo dân của giáo xứ có nhiều hồng ân hơn nữa và nhiều thành đạt hơn nữa. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn đài SBTN. Chúc tất cả quý khán giả của đài SBTN một năm mới Việt Nam rất là nhiều phúc lợi. Cảm ơn chú. Thưa quý vị, vừa rồi là phần phóng sự mà Thanh Thư gửi đến tất cả quý khán giả từ thành phố Garland, từ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cô Giúp. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phóng sự lần sau.